Hyundai i10 2021 là một chiếc xe thành phố nhỏ tuyệt vời. Nó được trang bị nhiều công nghệ và bộ phụ kiện mà bạn không mong đợi sẽ thấy ở mức giá này. Trong khi việc bổ sung động cơ turbo 1.2 lít mới trong mẫu xe N-Line này mang lại hiệu suất đáng mừng. Với mức giá phải chăng khi về Việt Nam thì tình trạng cháy hàng có thể xảy ra với những ưu điểm như thế này xe Hyundai Grand i10 2021 N-Line có gì mới. Nhìn từ bên ngoài, chiều dài và chiều rộng tăng lên, mùi xe thấp hơn 20mm khiến i10 trông thể thao hơn hẳn. Mâm xe hợp kim 16 inch và mui xe màu đỏ hoặc đen tương phản. Đèn pha sắc nét hơn và đèn sương mù rõ nét tạo thêm một số nét tinh tế cho mỗi xe i10. Nhiều lưới tản nhiệt mới tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày. Ống xả kép và bánh xe độc đáo, phiên bản nở lai thể thao và đáng mơ ước nhất. Hyundai i10 2021 là một chiếc xe thành phố nhỏ tuyệt vời. Nó được trang bị nhiều công nghệ và bộ phụ kiện mà bạn không mong đợi sẽ thấy ở mức giá này trong khi việc bổ sung động cơ turbo 1.2 lít mới trong mẫu xe N-Line này mang lại hiệu suất đáng mừng. Với mức giá phải chăng khi về Việt Nam thì tình trạng cháy hàng có thể xảy ra với những ưu điểm như thế này xe Hyundai Grand i10 2021 N-Line có gì mới? Nhìn từ bên ngoài, chiều dài và chiều rộng tăng lên, mùi xe thấp hơn 20mm, khiến i10 trông thể thao hơn hẳn. Mâm xe hợp kim 16 inch và mui xe màu đỏ hoặc đen tương phản. Đèn pha sắc nét hơn và đèn sương mù rõ nét tạo thêm một số nét tinh tế cho mỗi xe i10. Nhiều lưới tản nhiệt mới tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày, ống xả kép và bánh xe độc đáo, phiên bản nơ lai like thể thao và đáng mơ ước nhất. Không gian nội thất đã rộng rãi trên i10 cũ nhưng bây giờ nó thậm chí còn tốt hơn. Việc tăng chiều dài của xe giữa bánh trước và bánh sau thêm 40 mm đã mang lại cho i10 chỗ để chân phía sau ngang bằng với một số xe ở phân khúc tiếp theo bên trong cũng có cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mát và có cửa sổ điện cỡ lớn toàn diện. Bảng điều khiển mới với màn hình cảm ứng 8 inch lớn mang đến cho i10 công nghệ hiện đại mà đối tượng khách hàng trẻ tuổi khao khát. Cốp xe 252 lít có cùng kích thước với nó nhưng nó vẫn thuộc hàng đẳng cấp. Động cơ xăng 1,0 lít và 1,2 lít hầu như không thay đổi. Động cơ nâng cấp trên i10 N Line có phần hiện đại hơn với một bộ tăng áp cho công suất 100 mã lực. Đây không phải là khá nhiều sức mạnh như Volkswagen lên. GTI nhưng nó bổ sung thêm sức mạnh và sự phân khích cho i 10 Cũng được cập nhật hệ thống treo được đánh giá tốt và có nhiều bộ tiêu chuẩn hơn những xe cùng phân khúc. Dù là chiếc xe đã được trưng bày tại triển lãm vào cuối năm 2019 nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Do đó, phiên bản 2020 sẽ được chuyển qua thành phiên bản 2021 ở Việt Nam, trên phiên bản N-Line. Phần đầu xe chúng ta có thể thấy được thiết kế thay đổi hoàn toàn mới với đèn đã được thay đổi thành đèn pha Projector đèn led định vị ban ngày được đặt hai bên phần mặt ca lăng có vệt xéo rất đẹp mắt đèn sương mù cũng được làm bằng led nhưng đèn xi nhan thì vẫn là bóng dây tóc mặt ca lăng đã rộng hơn và giữ dằn hơn rất nhiều giống như những thiết kế mới đây của hãng xe hyundai ngoài ra thì xe cũng được trang bị thêm những điểm nhấn với ba vệt đỏ trong mặt ca lăng và một viền đỏ ngang phía dưới phần càn trước trên phiên bản thường chi tiết ở phần lưới tản nhiệt không kéo dài độ rộng như phiên bản n lai nhưng cũng khá hài hòa Đèn LED định vị ban ngày khá đặc biệt với hình bông hoa thiết kế từ 7 chiếc đèn nhỏ hình lục giác. Phần thân xe được thiết kế phía trên chiếc xe được sơn đen. Hai màu tương phản tạo lên được nét độc lạ cho chiếc xe. Mâm xe hợp kim 16 inch pha giữa màu đen và bạc với thiết kế những hình tam giác như ở lưới tản nhiệt cực kỳ thể thao thao và lốp xe i 10 là của hãng hàn Hankook. Còn trên phiên bản thường thì mâm xe được thiết kế với bốn cánh to bản, có cảm giác chắc chắn và khỏe khoắn. Khóa cửa và mở cửa thông minh được trang bị ở tay nắm cửa với cảm giác đóng mở khá chắc chắn, phần đuôi xe, phần cản sau được trang trí viền đỏ như phía đầu xe và có thêm ba cánh thoát gió. Ngoài ra còn có ống xả kép tạo cực kỳ thể thao. Camera lùi và cảm biến lùi được trang bị đầy đủ. Phần đèn led hậu được cho là khá mỏng khá đơn giản nhưng tổng quan phần đuôi xe cũng khá là thể thao rồi. Nội thất xe Hyundai Grand i 12.2021 khoang lái Tổng thể khi bước vào xe chúng ta sẽ thấy phần màn hình trung tâm khá to được nối liền sang với phần mặt đồng hồ sau vô lăng trông khá hiện đại như những chiếc xe xin. Điều hòa một vùng tự động với hai cửa gió ở dưới và hai bên. Phần cửa gió điều hòa hai bên cũng được trang trí phần viền đỏ như đầu xe và đuôi xe. Phía trước phần ốp có một chi tiết đáng chú ý với phần vân dập nổi 3D, phần ốp xung quanh hầu như là nhựa mềm. Có sạc không dây, sưởi vô lăng, sưởi ghế. Tự để tay nhưng điều này đã nói lên được sự sang trọng xin sò cho một chiếc xe có doanh số cao nhất ở Việt Nam. Khoang hành khách cũng khá rộng rãi, nhưng lại không có tựa để tay. Những design nổi khối ở trên cửa cũng rất đẹp. Hệ thống thông tin giải trí của Hyundai khá cơ bản. Một màn hình LCD nhỏ được bao quanh bởi các phím nóng và nút xoay điều khiển các chức năng chính, bao gồm kết nối điện thoại dành tay Bluetooth và phát nhạc không dây. Ngoài ra còn có một cổng USB cho phép bạn sạc điện thoại thông minh của mình và phát các giai điệu được lưu trữ trên thiết bị đa phương tiện bên ngoài. Ngoài ra còn có đài DAB cùng với các chức năng AM và FM thông thường, cùng với đầu đĩa CD một khe cắm. Tất cả các phiên bản đều có 4 loa, ngoại trừ phiên bản S phải có 2 loa. Có sự lựa chọn giữa không gian và tiết kiệm không gian khi bạn mua Hyundai i10. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được mà không có lốp dự phòng trong cốp, thì khoang chứa đồ có dung tích lên đến 252 lít với hàng ghế sau. Đó là một trong những thị trường ô tô lớn nhất trong thành phố và lớn hơn một số ô tô ở lớp sau. Gấp hàng ghế sau lại và không gian được mở rộng thành một chiếc xe tải nhỏ giống như xe tải 1046 lít. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định một bánh xe dự phòng trong cốp xe hoặc mua một chiếc i10 SE đi kèm với phụ tùng tiêu chuẩn thì không gian cốp xe sẽ giảm xuống còn 218 lít ít hữu ích hơn đáng kể. Dung tích tối đa cũng giảm Mặc dù vẫn ở mức khá, ở mức 1012 lít. Động cơ của xe Hyundai gan i10 2021 chọn từ hai động cơ của i10 rất dễ dàng nếu bạn sống trong thị trấn hãy chọn động cơ nhỏ. Mặc dù động cơ 1.0 lít chỉ có 65 BHP, nhưng nó sống động, quay nhanh và phát ra tiếng đập ba xi lanh nhỏ dễ chịu khi bạn ấn mạnh. Nó cũng nhẹ hơn một chút so với 1.2, khoảng 10 kg và chắc chắn hiệu quả hơn về thuế. Động cơ 1.2L sản sinh công suất tối đa là 67 mã lực động cơ 1.0L thì chiếc xe nhỏ này rất dễ chịu khi lái. Nó chỉ nặng 933 kg, do đó 65 mã lực và mô men xoắn 95 Nm là vừa đủ để giúp bạn tăng tốc. Và điều này được hỗ trợ bởi hộp số sàn 5 cấp sang số mượt mà. Chúng tôi sẽ tránh hộp số tự động tùy chọn trừ khi bạn thực sự tuyệt vọng để các bánh răng tự chuyển số đó là một thiết kế 4 cấp cũ và không phải là tốt nhất xung quanh cũng có nhiều tiếng gió và tiếng gầm lốp hơn so với các đối thủ xe thành phố. Điều đó không gây chói tai và chiếc xe có nhiều khả năng trên đường cao tốc. Cũng như kia Picanto, Hyundai i10 không thể sánh ngang về sự hấp dẫn của người lái. i10 có cảm giác lái thông qua một loạt khúc cua với độ bám đường tốt và đánh lái trực tiếp, nhưng có rất ít phản hồi thông qua các nút điều khiển đèn. Mặt khác, bạn có thể dễ dàng lái xe trong thị trấn, trong khi kích thước nhỏ gọn và tầm nhìn tốt giúp bạn dễ dàng đỗ xe. Tuy nhiên, cũng như với Picanto, những ổ gà và gờ sắc nhọn xuyên qua cấu trúc xe. Nhưng trong tất cả các tình huống khác, i10 đều lái tốt. Trong thế giới thực, Hyundai cảm thấy đủ sống động xung quanh thị trấn và có thể bắt kịp với dòng xe cộ qua lại nhanh trên những con đường rộng mở. Động cơ khá trơn tru, nếu không muốn nói là tinh tế như các đơn vị ba xi lanh tương tự ở các đối thủ. Nó cũng cảm thấy hơi khó thở khi kéo dài. Có nghĩa là chuyển lên sớm bằng cách sử dụng sổ tay 5 tốc độ mượt mà là đặt cược tốt nhất. Những người dành nhiều thời gian trên đường cao tốc có thể nhận thấy moment xoắn bổ sung và sự tinh chỉnh hành trình của 1.2 đáng giá để mất khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính cách. Nhưng động cơ 1.0 lít không hoàn toàn nằm ngoài độ sâu ở tốc độ. 1.2 vẫn không phải là bất cứ điều gì tiếp cận nhanh chóng. Phiên bản hiệu quả nhất là 1.0 SE Blue với 65 bhp. Mặc dù nó tương tự như mẫu 1.0 lít tiêu chuẩn, nhưng nó được hưởng lợi từ tính năng dừng khởi động được Hyundai huy hiệu Intelligent Stop và Go. Điều này làm giảm lượng khí thải 15 g/km từ 108 g/km xuống 93 g/km và giúp cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu được tuyên bố từ 60,1 MPG trên xe thông thường lên 70,6 MPG cho SE Blue. Tuy nhiên, hấp dẫn như những con số này, SE Blue đắt hơn gần 400 bảng Anh so với i11.0 SE thông thường và nó sẽ có các tiêu chuẩn. Lái xe của một vị thánh để đảm bảo rằng bạn đạt được MPG bổ sung trên mọi hành trình. Trong thế giới thực, khoảng cách giữa hai người có thể là nhỏ an toàn trên xe Hyundai Grand i10 2021. Điều duy nhất có thể khiến i10 thất vọng là hồ sơ thử nghiệm va chạm Euro NCAP của nó. Chiếc xe đạt 4 trong số 5 sao tối đa khi được đánh giá là một phần của chương trình độc lập mặc dù điều này không phải do cấu trúc thân xe hoặc túi khí không đạt tiêu chuẩn. Thay vào đó, nó được đánh dấu trong danh mục hỗ trợ an toàn. Về cơ bản có nghĩa là bạn không nhận được tất cả các thiết bị hỗ trợ an toàn điện tử hiện có theo tiêu chuẩn. Với giá 275 bảng Anh hợp lý, Hyundai cung cấp gói hỗ trợ lái xe có tính năng khởi hành làn đường và va chạm phía trước. Nó có sẵn dưới dạng tùy chọn trên các mẫu SE, Premium và Premium SE. Hyundai cung cấp 3 cấp độ của gói dịch vụ chọn gói, đáng để sử dụng không chỉ với mức giá cố định mà còn vì đây là cách tốt nhất để duy trì bảo hành tuyệt vời đó. Bạn có thể chọn từ 2 năm và 20.000 dặm cho khoảng 250 bảng Anh. 3 năm và 30.000 rộng với giá 350 bảng Anh hoặc lâu hơn hoặc 5 năm và 50.000 rộng cho khoảng 650 bảng Anh đầy đủ.